chấm nè. Ngon. Tới cũng cất thiệt. Khầy ăn thịt chó không? Không. Khầy nghĩ ăn thịt chó rồi con ơi. Khầy ăn thịt heo rồi. Hôm qua khầy có lên mạng, khầy đọc cái vụ mà 15 con chó đó. Tự dưng khầy hết khèm luôn rồi. Khầy hoàng lương luôn rồi. Con thịt mèo sao khầy? Còn. Khầy thịt mèo thì khầy còn, nhưng mà thịt chó thì chắc khầy nghỉ ăn rồi. Khầy là người xuất gia mà con. Khầy thấy anh chị đó nuôi chó, khầy thấy bị giết rồi, khầy cũng buồn. Con thấy trên mạng người ta cũng bút xúc cái chuyện đó lắm á khầy. Hồi nãy con thấy cái quán bên đây, quán cày tơ mới mở á khầy. Giảm giá mạnh kìa. Một cái lẩu 80.000 năm người ăn. Không. Vậy là khầy không ăn luôn. Không. Khầy nói rồi, khầy không có ăn đâu. Khầy hoàng lương rồi, khầy không ăn thịt chó nữa. Khầy bỏ luôn rồi. Hết khèm rồi. Nếu khầy không ăn thịt chó nữa thì khầy đừng có ăn mèo. Không được, không được. Bỏ cái nào, bỏ một khứ thôi con. Dạ thưa bác, đây là quà ra mắt. Tiền không phải là tất cả. Chứ bác muốn sao? Ta muốn một thằng đàn ông có sức. Con chưa hiểu lắm. Một đêm phải trên 5 cái. Phải biết chấm mốt xúc bình thủy, quét lỗ dậu, lắc xí muội. Tao có đứa con gái à, phải làm đúng điều kiện tao mới gả cho. Trời ơi, 2 ngày 10 cái, cho gãy con cặc luôn á. Má à, đừng làm khó ảnh, đừng có cãi tao. Má sao giờ ta? Thôi được rồi, mình sẽ thí cái mạng cùi này. Qua thử làm một chén còn sao, đàn ông mà, đâu có gì đâu sợ. Dạ con chào bác. Chào con. Dạ, có điều kiện hôm bữa bác ra là bao nhiêu cái à? 5 cái. 5 cái. 5 cái. Cuối cùng thì mình cũng đã có vợ rồi nghe anh em. Con đều là ngồi xe lăn anh em ơi. Ngày nào cũng xịt tỉ hết trơn á. Ghét rồi mình đi hết nổi anh em ơi. Xương cốt rồi nó muốn mục hết trơn à. Nói chung là một tháng mình nghỉ xe hơi được 3-4 ngày. Xong 3-4 ngày thì lụm tiếp. Nhiều người hỏi tôi bị này có đổi kiểu rồi được không? Được cho nghe anh em. Trời ơi có tật có tài mà. Để tôi hướng dẫn cho anh em coi luôn. Tôi ngồi trên xe nè. Vợ tôi leo lên luôn. Chạy xe vòng vòng trong phòng luôn. Lắc hồi xịt nhớt luôn. Trời ơi khơm quá khơm luôn rồi. Nhột chết luôn. Tự nhiên ôm hung hoài kiểu chết. Con muốn mạ vàng không? Mạ vàng cái kiếm là chó đẹp không? Thôi tự nhiên cái lễ chùa chơi cái mạ vàng kiếm. Trời ơi khầy làm đẹp lắm thiệt. Khầy khề. Thôi không thích đâu. Vị khôi khầy nói nhỏ nè. Vị bú nghe. 2, 3. Về. Chạy đủ chạy. Chuyến này cho bà 7 chạy méo mép luôn nè. Lắm. Rồi mày chết mày với tao, đủ điển mẹ, chó đẻ nè, đậu xe ác dữ gì trời. Xém là tao bắt được nó rồi, trời ơi. Ui da dính cái mép rồi. Chưa để cái lon xuống tạt rồi bà nội này. Không thắng từ từ rồi mày tạt. Hi. Từ từ má ơi, để ông nội shipper qua một cái. Rồi tạt đi. Chiu. Ừ, còn 2 đứa sắp thoát rồi. Má. Ý, chạy lẹ. Còn có 3 đứa lẹ lẹ đi. Ừ, 1 đứa. Ừ, 2 đứa. Ừ. Đủ mẹ nghỉ đi. Để một chút. Để chút nữa. Cái cây gì rung rung đó xài còn không chịu dẹp. Trời ơi đang quay phim. Chút xíu nữa dẹp cho. Trời ơi khầy cũng tới nái nữa khầy. Tất nhiên. Hôm nay con có một con vịt quay. Con cúng cho khầy. Khầy ăn lấy thảo. Ủa chỉ thị 16 mà người ta cũng bán nữa hả? Không gài khầy ăn mì gói chất của đĩ mẹ luôn. Con vịt này mua 350 phải không? Đúng rồi khầy. Hôm bữa cũng có ông kia người nước ngoài. Ổng cũng lại ổng cúng khầy con vịt quay nè. Ổng là Mỹ Đen. Để khầy kể cho nghe. Ổng cao 2 mét. Ổng ngồi cái ghế ngang với khầy nè. Ổng bự quá. Ổng ngồi mà con cu ổng gác trên cái bàn á. Cu ổng dài mà lớn nè. Khầy nói thiệt. Thiệt luôn hả khầy? Ừ con cu uống bự bự lớn vậy đó. Trời bữa đó khầy nhìn khầy niệm Phật không á. Thank you.
Rồi rồi, 1, 2, 3 làm kiểu nè, 2, 3. Rồi ra trước bốc số đi, hồi khai bú cu cho. Người tiếp theo, từ từ khôi, không chen lấn. Dạ con nè khai ơi, con chờ sáng giờ khai ơi. Hồi dịch tới giờ 4 tháng mấy à, con cu của nó bận không mà khai ơi. Khai lo được yên tâm. 2, 3, cười lên khai, cười lên cái mỏ chạy chạy, cười lên. 2, 3. Chút nữa khai bú cho con bóng bóng nha khai. Yên tâm đi, khai bú dữ lắm. Đứa tiếp theo. Trời ơi, cái thằng này đẹp trai dữ trời. Khai ơi, con chưa cắt bao quy đầu á, có bú được không? Cắt làm gì con, đưa đây khai bú lỏ luôn à. Ghẻ tiền mau lành bệnh con. 2, 3. Rồi hung khai đi. Cái nữa đi, xíu khai cho đâm lỗ đít. Dạ. Tao được thầy cho đâm lỗ đít. Yeah, yeah. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giang giái đất đai dương trạch 12 vị tiên tà lục tà ông tà. Linh thiêng phù hộ độ trì cho con. Hôm nay là thứ bảy 14 tây tháng 5. Con tên là Khầy Chuột Cạc Lõ. Hôm nay các Phật tử đến khâm có mua cho con tô bò kho ăn bao no, nhưng con không khải ăn được. Bởi vì bữa nay và ngày mai là gầm, xin các vị tiên tà lục tà chứng giám cho con không khải ăn được. Mặc dù con đổ cái tô rồi, nhưng mà con cũng có nhìn ổn mày. Con xin phép ăn đồ hủ có cục gân bò. Con sẽ ăn cơm trắng với muối hột. Rồi con không có ăn cục gân bò đâu.